Xin chào cả nhà, xin chào ông bà cô chú và các bạn. Bữa nay một hồi đã chuẩn bị ăn tối, mình làm samosa cho mấy đứa nhỏ nha cả nhà, cho nên giờ sẵn mình làm clip cho cả nhà coi mình cuốn samosa như thế nào ha. Ở đây là cái nhân là mình trộn cá hồi trong trong cái lon đó cả nhà, không phải cá hồi lộn, cá tông. Cá tông là cá ngừ ở trong lon. Mình trộn với cà rốt, mình trộn với đậu Hà Lan, trứng, rồi tiêu, rồi tí xíu muối ha, chỉ như vậy thôi. Bữa nay mình lại với một hai ba trái cái củ khoai tây á cả nhà, khoai tây mình nấu mình nghiền ra nha cả nhà, rồi mình có chút xíu phô mát nữa đó, cái nhân của mình ha. Rồi mình mới cuốn được ba cái nè đó, bây giờ mình sẽ cho cả nhà coi mình cuốn như thế nào ha. Cái bánh nó tròn rồi mình cắt ra dài như như vậy nha cả nhà nha. Đây, cái bánh nó như thế này nè, nè bánh này. Hôm nay mình không làm với bánh tráng kiểu Việt Nam mà mình làm bánh kiểu này nha cả nhà. Bánh này nó tên là cà phê de brick ha, của người đạo Hồi giáo đó. Nó như vậy nè, thấy không? Nó từng cái như vậy đây. Thì mỗi một cái như vậy nè, mình xé nó ra, mỗi một cái như vậy mình cắt được hai miếng nữa. Mình làm được hai miếng samosa thôi. Đó. Để mình cho cả nhà coi mình cuốn như thế nào ha. Ở đây là mình có bột để mình chuẩn bị mình dán nó đó. Đây. Ở đây ha. Đây. Cái miếng cả nhà có thấy rõ không? Tại tự mình làm, mình gắn tự mình quay luôn nè. Đây ha. Mình bẻ lại như cái quặng ha cả nhà ha. Đây, mình làm lại. Đây ha. Cái mình để cái muỗng mình cho nhân vô. Đó. Mình cho nhân vô. Cả nhà thấy rõ không? Đây, mình nhập nó lại. Xong cái mình nhập một cái nữa. Rồi cái phần mà dư này nè, mình tha bột để mình dán nó lại luôn. Ha. Đó. Có nhiều người thích thì cắt cái cả nhà, cắt bỏ. Không cắt bỏ thì dán luôn. Rồi trên này mình muốn cho nó dính thì mình dán tí xíu nữa. Bột mì á mình cho với chút xíu nước á, đó. Dán lại luôn. Ha, xong ha cả nhà ha. Còn với không thì cắt bỏ cũng được, không sao hết. Đây, mình làm lại cho cả nhà xem. Đó. Như vậy, bẻ thay cái quặng ha, cho nhân vô. Đây, nhập lại này dư, nếu mà không bẻ lại ai thích bẻ thì bẻ, còn ai không bẻ lại có thể cắt luôn gì luôn nè cả nhà đó, thấy không? Cắt dán dán bên đây một cái nữa cho nó dính, rồi xong một cái samosa hai cả nhà ha. Đó nè, đó nhà thấy không? Mình thì nấu ăn cũng không có giỏi gì mấy đâu nha cả nhà, nhưng mà biết tạm tạm chút chút, cho nên mình không có dám nói là mình dạy đâu nha, mình chỉ chia sẻ thôi nha những gì mình biết á đó. Đó mình chỉ chia sẻ thôi, học qua học lại vậy mà, ai chưa biết thì sẽ nhìn theo coi của mình học, rồi mình mỗi ngày mình cũng phải đi coi những kênh khác để mình học để nấu ăn cho gia đình của mình đó, thấy không? Chứ mình không có dám nói là mình dạy ai đâu nha cả nhà ơi, tại vì có nhiều người ta còn giỏi dữ lắm, mình không có dám nói là mình dạy đâu. Rồi xong ha cả nhà ha. Ví dụ ai có nhiều người có cái cách cuốn khác nữa, nhưng mà mình thì mình cuốn kiểu này mình thấy nó dễ. Đây mình lật lại kiểu này cho cả nhà coi. Đây ha, bẻ lại như cái quặng là nó cái hình tam giác rồi, cả nhà thấy không? Về thấy không, mình cái mình cho nhân vô, cho nhiều ít gì thì tùy mình thôi. Đây ha, đó. Xong cái mình về gấp qua một cái nữa, cái này nó dư rồi cho bột vô. Dán lại xong thấy đẹp không cả nhà? Đó thấy không, đơn giản ha.
Cái bánh này nè nó có lỗ lỗ cả nhà, cho nên á là mình chiên trong dầu như kiểu Việt Nam mình sẽ không ngon, tại vì nó phải sắm nhiều dầu lắm. Cho nên một là mình để trong lò nướng, hai là mình để trên một cái chảo chừng khoảng một muỗng dầu thôi, rồi mình lật cho nó vàng qua vàng lại vậy đó, thì là xong. Một hồi nữa mình chiên cho cả nhà coi ha. Đó đây nè, mình làm một cái nữa cho cả nhà coi. Đây mình nghĩ chắc là cả nhà hiểu rồi đó, coi ai nếu mà ai chưa từng biết cuốn cái bánh này đó thì lại chắc là biết rồi đó, nhìn nãy giờ chắc biết rồi này. À, đó. Khi mình quặn làm lại thành cái quặn thì mình đã thấy nó ra cái hình tam giác rồi. Đúng không? Cái bánh samosa thì nó phải cái hình tam giác. Đó, thấy không? Cái lúc nào nó cũng sẽ dư một chút cái phần này thì mình cuốn nó lên. Như vậy ha. Đó. Xong. Thấy không? Đó. Đơn giản thôi. Không gì anh nào. Cho cả nhà xem ha. Đó. Samosa của mình. Mình bớt lửa nhỏ lại chút để thôi nó khét nhanh. Cái bánh này nó cũng nhanh chín lắm cả nhà. Nó nhanh chín, nó nhanh khét lắm, cho nên là mình phải bớt lửa nhỏ lại một chút. Này cả nhà thấy không? Đó. Nó vàng. Thấy không? Nó nhanh lắm. Rất là nhanh vàng ha. Để mình cho thêm vô. Bỏ tofu cũng được nữa nha cả nhà, chứ không phải nhất thiết bỏ trong dầu không đâu. Bỏ tofu là trong lò nướng á. Đặt đông mình xin lỗi, mình lỡ nói lộn tiếng Tây vô điểm thôi, cả nhà không hiểu. Tofu là lò nướng. Chiều nay mình chỉ cho mấy nhỏ ăn này thôi cả nhà ơi. Ăn cái này với mình trộn salad á. Cái bánh này nè nó nhanh chín, nó nhanh vàng, cho nên là mình không có làm cái nhân nào mà lâu chín được nha cả nhà. Mình phải làm những cái nhân nào mà nguyên liệu nào mà nó nhanh chín, nó giống như là tép nè ha, cá hộp nè ha. Rồi tép, cá hộp với thịt xay. Mà nếu mà thịt xay á cả nhà muốn làm cái này thì phải nên xào chín theo mình á, nên xào nhân trước thì khi cuốn như vậy nó sẽ nhanh chín hơn, mình bảo đảm mình không có sợi sống á. Rồi bây giờ mình cứ canh nó vàng thì mình trở mình đem ra thôi nè, cả nhà nhìn thấy không đó, thấy không, nó phải vàng như vậy ha. Bánh này nó giòn. Bữa nào mình làm samosa với cái loại bánh tráng của Việt Nam mình ha. Bữa nay mình là ăn samosa với cái này. Nè, hồi nãy mình cuốn xong hết rồi đó cả nhà. Đó. Thì cái này là mình lấy ra được rồi nè. Hay là cái này cũng vậy nè ha. Lấy ra cái này. Đó. Cái này mình gấp ra. Chiên ra được bao nhiêu đây nè cả nhà, đó cả nhà nhìn thấy không, giòn rụm rụm luôn á cả nhà ơi, cái bánh này đó rất là ngon luôn đó. Bữa nay mình mua giỏ bánh nhiều lắm, mình mua tới 6 bịch lận, cho nên là chắc bữa nào làm lại nhân tép á cả nhà. Giờ đang trên chảo còn chiên nữa. Samosa chiên xong rồi nè cả nhà ơi, đó chín hết trơn rồi ha. Đó, có mấy cái sau đó mượn ba của Lina chiên hơi bị khét. Mình chiên mấy cái đầu vàng ngon kìa. Ba chiên mấy cái sau bị khét quá. Không được đẹp gì mấy nha cả nhà nha. Đó. Nhưng mà để mình xé ra cho cả nhà coi một cái. Nè. Ăn thử miếng.
Ngon. Ngon quá trời anh nhà.